Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Chào Buổi Sáng, và như đã hẹn thì chúng tôi đã trở lại với những thông tin thời tiết. Và ánh sáng này, mưa dông nhiều ở Tây Nguyên và Nam Bộ là do yếu tố thời tiết nào vậy hả ánh sáng? Vâng, thời tiết các khu vực phía Nam của nước ta thì đang chịu sự chi phối của đới gió mùa Tây Nam hoạt động rất mạnh ạ. Quý vị có thể thấy trên bản đồ trường gió, các đường gió thì dày xít như thế này, tương ứng với cấp gió trên biển có thể đạt cấp 5 đến cấp 6 và giật đến cấp 7, cấp 9. Dự báo là gió mùa Tây Nam sẽ còn hoạt động mạnh nhiều ngày tới và dồn lượng ẩm lớn vào trong đất liền. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nơi nhận nhiều ẩm nhất, dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Thời gian mưa tập trung là từ chiều đến đêm. Tổng lượng mưa trong hôm nay và ngày mai phổ biến là từ 60 đến 120mm và có nơi mưa rất to trên 180mm. Dạ vâng, vậy thì khu vực phía Nam chúng ta cần lưu tâm đề phòng những gì trong cái đợt mưa lớn như thế này ạ? Vâng, trước hết là cần đề phòng với hiện tượng là dông lốc và sấm sét ạ. Đi kèm với mưa lớn thì xác suất xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan này là rất cao. Ngay những ngày vừa qua thì hơn 100 nhà dân ở đồng bằng sông Cửu Long đã bị sập đổ hay là tốc mái vì dông gió. Quý vị nên tranh thủ khoảng thời gian tạnh giáo vào buổi sáng để có thể gia cố lại mái nhà. Với dự báo mưa có điểm hàng trăm mm thì các vùng trũng thấp đô thị như là Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ cũng dễ bị ngập úng cục bộ. Còn trên các sườn đồi núi thuộc Tây Nguyên cần chú ý nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Bởi nền đất đỏ ba gian vốn đã mềm yếu tơi xốp, mưa xuống tạo một áp lực rất lớn lên bề mặt đất gây ra sạt lở bất ngờ. Từ Bình Định đến Bình Thuận thì cũng có mưa dông trong chiều nay, mưa không to bằng Tây Nguyên Nam Bộ nhưng có thể xuất hiện cả dông lốc sấm sét đi kèm. Từ sáng đến trưa nay thì khu vực Bình Định, Bình Thuận cũng như khắp miền Trung thì trời đều nắng, bầu không khí khá oi nóng với nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi nắng nóng 35 độ như thành phố Huế, Quảng Ngãi. Với miền Bắc thì sáng nay còn có mưa rào, về trưa chiều thì trời sẽ tạnh giáo và có nơi hửng nắng, nhiệt độ tăng dần lên mức là 29 đến 32 độ. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang ra đến ngoài khơi khu vực phía tây của huyện đảo Trường Sa, dự báo có mưa dông lốc xoáy, gió tây nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 9, biển động. Còn huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt lên, mưa vài nơi, gió khoảng cấp 4 đến cấp 5. Dạ vâng, và cảm ơn anh Quốc Sáng với những dự báo chi tiết vừa rồi.